Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Mùi tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ đinh hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cao Trần. vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày ất mùi, tức can khắc chi, nghĩa là màu khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp ân, sa trung kim, kỵ tuổi, kỵ sửu quý sửu ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lời. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ xỉu, quý xỉu, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần về các sao tốt trong ngày gồm có sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao câu trận, kỵ về an táng, sao phủ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện Tý Mùi Tư Hại. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có thể phải đối mặt với nhiều chuyện không được như ý muốn. Công việc thì dễ gặp phải trục trặc, liên tiếp vướng phải những khúc mắc không đáng có, ảnh hưởng tới tín độ ban đầu của bạn. Bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này đang bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường ở phía trước với những kẻ đó ganh tị với những thành công mà bạn đã và đang đạt được cho nên sẽ bày ra những cái bẫy để cho bạn tuổi tí sụt hố đánh mất đi những gì mình đang có nếu như bạn bất cẩn bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh bù lắp lại cho bạn những mệt mỏi khi bạn đang có được những nguồn tài chính ổn định, tiền bạc không quá rỗng rỉnh, thế nhưng cũng đủ cho việc chi tiêu cho nhu cầu cần thiết của bạn trong cái thời gian này. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc trục trặc không được như ý muốn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, Tín độ công việc trì trệ do những khúc mắc không đáng có. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân tìm cách ngáng trở, do lòng ghen ghét, đố kỵ, tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, tránh vì một phút bất cẩn mà đánh mất đi những gì mình đang có, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc, tài chính ổn định, yên tâm chi tiêu cho cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 31, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi sửu bước sang ngày thứ tư này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cái điều này làm cho bạn cần phải hết sức tránh những cuộc cãi vã xích mích để không tạo bất lợi cho bản thân mình về sau này đừng chỉ vì vướng phải chút chuyện nhỏ mà đại nhảy dựng lên khiến cho mọi việc càng trở nên rối ren hơn bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh tạo đà cho bạn có thể nâng cao chuyên môn cho bản thân để có thêm cơ hội nhận về những trọng trách lớn lao hơn nữa trong thời gian tới. Bạn cần phải cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, bạn sẽ thấy mình nắm bắt được những điều còn thiếu suốt nhanh hơn. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng đây không phải là dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn tuổi sửu nên chú ý ăn uống điều độ, lành mạnh để tránh gây sức ép cho dạ dày. Thường xuyên ăn uống không đủ bữa hay là bữa bữa sáng cũng sẽ khiến cho bạn phải trả giá đắt bằng sức khỏe bị suy giảm nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nên tránh các cuộc cãi vã, xích mích. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có thể tự gây bất lợi cho bản thân mình vì để ý nhiều điều nhỏ nhặt. Từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa có cơ hội nâng cao chuyên môn để đảm bảo nhiệm vụ quan trọng. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc chú ý ăn uống đều độ và lành mạnh. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 48, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được tin vui về tình hình tài chính trong ngày hôm nay mọi chuyện đều diễn ra như những gì bạn suy tính khả năng phán đoán của bạn nhạy biến và tài nhìn xa trông rộng khiến cho sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể. Và nhân lúc tài lộc của bạn đang vượng thì bạn tuổi dần có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển về tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở, chứ để cho tiền bạc nằm ở một chỗ lâu ngày mà không được dùng đến cũng vô cùng là lãng phí bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc đây là dấu hiệu cho thấy dường như con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm bạn và nửa kia cái chuyện tình cảm không được bền chặt người ấy không hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bạn đang phải chịu đựng mà chỉ biết trách móc rằng bạn thiếu quan tâm tới người ta mà thôi Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tài chính đón tin vui, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhờ sự nhạy biến và tài nhìn xa trong rộng. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm có nhiều trục trặc. Đôi lứa không hiểu được nhau tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim người ấy thường xuyên trách móc thay vì thông cảm cho bạn và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 14 số 64 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát Tường màu đen màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ, cái điều này mang tới cát khí lan tràn cho bạn tuổi mão trong ngày hôm nay nhờ vậy mà bản mệnh tuổi mão có thể thong dong thoải mái rất nhiều chuyện tốt sẽ tìm đến với bạn có thể xem đây là cơ hội để phát triển sự nghiệp công danh tốt nhất dành cho bạn bạn cần phải cố gắng để nắm thật chắc bạn tuổi mão nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cái điều này cho thấy con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều may mắn và hanh thông. Hầu hết đều phát tài nhanh chóng bằng ngày phụ, có người còn trúng thưởng bất ngờ nữa. Còn đối với những ai đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi mão lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang có điểm báo đứng trước bờ vực rạn dạ nứt. Do đôi bên còn có quá nhiều điều chia giấu với nhau, cả hai đều chưa sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín nhất cho đối phương khiến cho sự nghi ngờ cứ thế nảy sinh. Về từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cát khí lan tràn, có nhiều chuyện tốt tìm đến, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cơ hội để phát triển sự nghiệp và công danh, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, con đường tài lộc được hanh thông, có dấu hiệu phát tài phát lộc, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, kinh doanh buôn bán, từ vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim, tình cảm già nứt, rồi những bí mật vẫn chưa được giải bày. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này tạo điều kiện cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi thìn bắt tay vào các dự án mới mẻ táo bạo nào đó. Tuy nhiên với bạn, cũng đừng quên tính toán đến những nguy cơ tiềm ẩn cũng như là tính khả thi của kế hoạch để đạt được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Và với bạn tuổi thìn, dù có vấp phải trở ngại, cũng đừng có vội nạn trí. Muốn thành công, bạn cần phải có một quá trình phấn đấu, rèn luyện bởi không có thành công nào đến sau một đêm cả. Bạn cần phải bền bị cố gắng rồi thành quả sẽ xứng đáng đến với bạn mà thôi. Và với bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này đang chịu ảnh hưởng của thổ khí vượng, cái điều này có thể gây tác động không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Bạn mạnh tuổi thìn nên tránh tâm lý chủ quan cho rằng chỉ là bệnh vặt vãnh và bạn cần nên đi khám bác sĩ để có biện pháp chữa trị càng sớm càng tốt vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có cơ hội thích hợp để bắt tay vào các dự án mới. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đừng có quên tính tới tính khả thi của kế hoạch. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc muốn thành công cần phải có một quá trình phấn đấu và nhận lại. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim thành quả xứng đáng sẽ đến với bạn luôn bền bỉ nỗ lực. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tránh tâm lý chủ quan, coi thường về bệnh tật. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh nhờ thế mà công việc của bạn trong ngày hôm nay khá suôn sẻ và thuận lợi các mối hợp tác làm ăn đều có được tín hiệu tốt đạt được hiệu quả bất ngờ. Hai bên tin tưởng lẫn nhau và chung chí hướng cho nên mọi vấn đề đều được giải quyết rất nhanh chóng. Không những vậy, với bạn thủ tỷ trong ngày này còn nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ những người đồng nghiệp xung quanh. Quả thực, không có họ, có lẽ bạn sẽ không đạt được thành công như ngày hôm nay. Và bạn tuổi tỷ luôn biết ơn và cố gắng giúp lại mọi người bằng hết khả năng của mình nữa trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này giúp cho bạn đang có được vận trình tình cảm khá là tốt đẹp với những sóng gió trước đó càng khiến cho tình cảm đôi bên trở nên gắn bó thắm thiết hơn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai ở phía trước nữa rồi vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa công việc được suôn sẻ các mối quan hệ hợp tác làm ăn đạt được kết quả tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tìm được đối tác đáng tin cậy và chung lý tưởng từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc được đồng nghiệp trợ giúp đắc lực và nhiệt tình từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm tốt đẹp đôi lứa càng ngày càng gắn bó và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành, mùi ngọ nhị hợp. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ gặp được nhiều thành công trong chuyện làm ăn. Ngày hôm nay rất thích hợp để cho bạn bàn bạc tới việc hợp tác cùng với khách hàng và sẽ giành được nhiều thành công cũng như là tăng thêm phần lợi thế cho mình, lợi nhuận cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn đang có những tai họa bất ngờ tiềm ẩn do kẻ tiểu nhân gây ra. Bạn mệnh tuổi ngọ có thể sẽ bị kẻ thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết. Tới khi nhận ra thì bạn đã cảm thấy muộn màng, tình cảm cũng đổ vỡ, chẳng thể cứu vãn được. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí ngày hôm nay nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim chuyện làm ăn được hanh thông đạt kết quả tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy thích hợp bàn chuyện làm ăn hợp tác thu về lợi nhuận tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân tìm cách ngáng trở gây họa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ các chuyện tình cảm có thể bị người thứ ba chen chân phá hoại tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tránh tác động mộ xỉa lên lòng bàn tay trước ngực và trong ngực và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 14 số 28 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ tư này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chia chở cho nên con đường công danh, sự nghiệp của bạn nhờ vậy mà có nhiều khởi sắc. Với những nút thắt trước đó không có ai giải quyết được nay được bản mệnh bền bỉ tìm cách tháo gỡ cho nên đã xử lý được gọn gàng vấn đề nhờ vậy cấp trên đánh giá cao vào khả năng ứng biến cũng như là phát huy hết năng lực tiềm ẩn của mình trong ngày hôm nay nữa chính vì thế mà bà tuổi mùi có thể sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách quan trọng trong thời gian tới tạo bàn đạp cho sự thăng tiến trong tương lai cho bạn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi á, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này tác động, đe dọa tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn tuổi mùi cần phải chú ý đến các bệnh về đường tiêu hóa, nhớ đi thăm khám bác sĩ kịp thời, nếu như thấy có dấu hiệu không ổn. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tháo gỡ được những thút thắt chưa ai mở được tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa được cấp trên đánh giá cao về khả năng ứng biến và phát huy tài năng của mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có thể được giao thêm trọng trách tạo bàn đạp để thăng tiến về sau tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên thăm khám kịp thời vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn gặp nhiều cản trở trên con đường làm giàu. Cái chuyện làm ăn buôn bán của bạn mệnh không được mấy thuận lợi. Do bạn không thực sự chú tâm, sẽ đánh mất đi cơ hội kiếm tiền vào tay người khác thậm chí trong ngày này với bạn tuổi thân đó, nếu như bạn không cẩn trọng với bạn có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin dẫn đến quyết định bồng bột của mình tiền bạc không dễ gì kiếm được đừng có để cho tài sản vất vả tích góp bỗng tan thành mây khói đi đó khi đó có hối hận cũng chẳng lấy lại được đâu đó bạn tuổi thân nhá trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng Đái ngược với những bất lợi về tình hình tài chính thì cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất ổn định. Có thể hôm nay bạn sẽ được người ấy an ủi và chia sẻ sau những nỗi buồn vì tiền bạc mất mát gây ra. Quả là điều may mắn khi mà bạn tuổi thân bên cạnh luôn có được người yêu thương và quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với mình. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, con đường làm giàu gặp ghềnh khó thu được lợi nhuận. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa dễ đánh mất đi cơ hội kiếm tiền vào tay người khác do thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin thiếu đi sự quyết đoán. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng có để cho tài sản vất vả tích cóp lại tan thành mây khối rất đáng tiếc cho bạn. Từ vi tuổi Nham Than thuộc mệnh Kim, tình cảm suôn sẻ, luôn được người ấy ở bên yêu thương và quan tâm. Và đánh giá của bạn tuổi Than trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ. Tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu trong ngày này cần phải suy nghĩ linh hoạt hơn trong công việc của mình nhất là khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh có những lốc, sự cứng nhắc sẽ khiến cho bạn mất đi cơ hội thể hiện tốt năng lực của mình và khiến cho cấp trên không hài lòng cho lắm về những biểu hiện của bạn nữa. Và với ba tuổi dậu, sự quyết đoán cũng là điều mà bạn cần phải cải thiện. Khi cơ hội đến, bạn mệnh cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định kịp thời, đừng có do dự quá lâu để cho cơ hội vượt qua mắt. Đôi lúc cần phải có một chút máu liều sẽ giúp cho bạn được nhiều lợi ích hơn mình nghĩ nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, Cái điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình duyên của bạn, thêm phần được thuận lợi, hanh thông. Đối với những bạn đang quản độc thân, có được nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái và quên biết thêm những người bạn mới, có thiện cảm. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì tận hưởng được không khí ngọt ngào bên những người thân yêu của mình, cảm giác hạnh phúc không có gì có thể sánh bằng. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên suy nghĩ linh hoạt hơn để công việc thêm phần được suôn sẻ. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sự cứng nhắc có thể khiến cho cơ vọ cơ hội vụt qua mắt. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cần phải nhanh chóng cải thiện sự quyết đoán và tránh rua dự quá lâu Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đôi khi cần một chút máu liều để đạt được nhiều điều mình mong muốn Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đào hoa nở rộ tình duyên thám sát Phải đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 18 số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều rồi nhiều điều rối riêng khiến cho bạn tuổi tuất vô cùng đau đầu trong ngày hôm nay với những khúc mắc chưa được giải quyết càng khiến cho tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài và hai bên đều buồn bã và suy sụp nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước mọi chuyện vốn đã bắt nguồn từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng lại không được giải quyết kịp thời. Cho nên, mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, phá vỡ hạnh phúc mà bạn và người ấy đã cất công xây dựng báu bấy lâu nay. Tình yêu cả hai dành cho đối phương vẫn còn đấy nhưng lại chưa đủ để vượt qua được cái tôi cá nhân của mỗi người. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính ấn giúp sức. Cái điều này giúp cho công việc của bạn tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh không cần phải chứng minh năng lực với bất cứ ai bởi thành quả của công việc đã là thước đo chính xác nhất rồi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm rối ren do chiến tranh lạnh kéo dài, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, khúc mắc tồn tại trong chuyện tình cảm từ lâu nhưng không được giải quyết kịp thời, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, hạnh phúc rạn nứt trong nháy mắt khi cái tôi thắng tình yêu dành cho hai người. Tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim, công việc tiến triển tốt đẹp, hiệu suất ổn định. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy, thành quả là thước đo tốt nhất cho năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 37 số 56 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Thân tuổi Dần tuổi Ngọ Từ vi tuổi Hợi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi Hợi ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi phù trợ cái điều này mang đến cho bà tuổi hợi có được điều kiện thuận lợi cho chuyện tình cảm đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân đào hoa khởi sắc bạn mạnh có thể tìm được người tâm đầu ý hợp hay là gặp bạn bè giới thiệu cho đối tượng tâm đầu ý hợp dễ dẫn đến kết hôn nữa với bạn tuổi hợi trong ngày này cũng nên mở lòng mình hơn, đừng có mãi chôn chặt tình cảm sau những vấp ngã ở quá khứ. Chuyện gì qua thì hãy để cho nó qua đi. Con người ta sống vì hiện tại và tương lai, chứ chẳng ai sống nhìn mãi về phía sau cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi, lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi hợi nên cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, chú ý hoàn cảnh xung quanh để có cách cư xử sao cho thích hợp. Đừng có lúc nào cũng nghĩ gì là nói lấy một cách vô tư nhưng không đúng nơi đúng lúc sẽ khiến cho làm mất tiếng tăm hình ảnh của mình đi. Công việc khi đó cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ nữa bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, con đường tình duyên có nhiều điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng thích hợp. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, nên nhìn thẳng về phía trước thay vì sống mãi trong quá khứ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, chú ý trong lời ăn tiếng nói cho phù hợp với hoàn cảnh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, ăn nói vô tư, thiếu suy nghĩ, có thể làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.